Xin chào tất cả mọi người, tất cả các bạn đang xem chương trình Here Comes the Mission. Và chúng ta thì có 5 người chơi cố định. Và lần đầu tiên này các bạn sẽ giới thiệu tên mình. Mình tên là Châu. Mình tên là Yên. Mình là Sinh. Mình là Bob. Mình là Bob. Và ở lần đầu tiên này thì chúng ta sẽ cùng chào đón 3 khách mời. Mình ra chưa? Anh em Win. Win. Xin sầm bạc. Ông bạn đang quay bơm ấy. Cái gì mà tôi anh đang theo dõi chương trình. Rồi không biết. Anh em đóng đi đâu thế? Sao thằng nào tắt vô bằng tao tắt. Đi chuẩn bị. Thì tao cười hết. Thôi nhá. Đừng thấy. Cháu sẽ buồn cười. Cô có chết rồi. Thật sự đấy à? À đây. Ơ từ từ nó bảo nó bảo ra cái vỗ tay. Mẹ bước đi như kiểu Captain American. Còn cho mọi người được khỏng. Bây giờ chúng ta bây giờ sao lại mở cửa đi. Chúng ta nghe mở cửa. Được rồi đấy. Wow. À chị ấy xinh sao bỏ gái. Sao mà thế? Ba người đây. Ba cái người chúng ta ngày hôm nay đều là nam và các bạn sẽ cùng giới thiệu lần lượt về về mình. Bắt đầu từ giới thiệu về mình thì mọi người. Ngày đầu tiên. Rồi, đây là Nguyễn Trung nha và bên cạnh Tuấn Minh nha. Rồi, Huy Bùi, Nguyễn Trung và Tuấn Minh. Rất cảm ơn các bạn đã đến ngày hôm nay. Và chúng ta trong cái ngày hôm nay này thì cũng sắp tới ngày 28 tháng 6 rồi. Và đây ngày 28 tháng 6 rồi. Ngày gia đình Việt Nam. Và ngày hôm nay là gia đình là số 1. Và ở đây chúng ta lại chia thành hai đội, một đội 5 người và một đội 3 người. Thì ở bây giờ chúng ta sẽ chỉ định một đội trưởng. Đội trưởng của đội 3 người là Phi Bùi. Và đội trưởng của đội năm người là Quyên. Không, 3 người không thể chọn bất kỳ. Bây giờ Quyên sẽ là người chọn đội trước. Mình rồi. Và ở ngày hôm nay của chúng ta thì sẽ có hai đội, là một đội 5 người và một đội 3 người. Và có một điểm đặc biệt đó là ở mỗi đội thì sẽ có một gián điệp. Gián điệp là người thuộc về đội kia nhưng lại được trà trộn sang đội bên này. Thế thì khi mà chúng ta ở vòng cuối, chúng ta sẽ cùng đi tìm số điện thoại của một người thân. Thế thì ở vòng cuối nếu mà đội nếu mà người gián điệp mà chưa bị loại thì sẽ được thắng cùng với cả đội đã chiến thắng. Còn nếu bị loại thì không được. Nếu mà không có đội nào chiến thắng thì hai gián điệp sẽ là người chiến thắng. Chưa, chúng ta và bây giờ thì trước khi bắt đầu trận đầu tiên thì chúng ta sẽ vào một căn phòng bí mật để cùng thông báo mỗi người sẽ tự biết mình có phải là gián điệp hay không. Kể cả tôi không bảo là tôi có nhận tôi là đoàn viên. Anh sắc mặt. Sắc mặt này chứ là đoàn viên. 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 Chứ là đoàn không phải là mặc cái bà này quá. Xin là đấy. Xin không phải là đấy.
Thế nó ra thông điệp trong đội kiểu nói nhưng mà gián điệp đó. Chung 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 Rồi, ở bốn vòng nhá, nếu bạn nào nghi người khác là gián điệp và đập lửa, đập nhẹ vào tay, gián đất, nghi ai là gián điệp thì sẽ tháo cái vòng ra và người đấy sẽ bị loại khỏi cuộc chơi cho đến hết buổi. Còn nếu người đấy không phải gián điệp nhá, thì cái người gián điệp vẫn tiếp tục chơi, còn cái người người tháo là người bị loại. Một trong hai chúng mày đổ loại trừ đấy. Rồi thế thì chúng ta sẵn sàng bước vào trò chơi đầu tiên rồi. Và ở thử thách đầu tiên chúng ta sẽ cùng một chụp một bức ảnh gia đình. Từng bên con anh. 1, 2, 3. Xong rồi. Anh thắng rồi. Lấy được cái tấm hàng lên một nhỏ lên thế thôi. Hàng lên sẽ cùng với em. Về. Cảm ơn.
Ê, nhiều nhá. Mày mày nói chung. Ông em phải chống bằng cái tay đấy. Dùng tay mà chung. Dùng tay đi chung. Dùng tay. Không, dùng tay điều khiển cái chân đấy. Ông cầm ra này, ông bắt ra này. Ông cầm ra này, cầm rộng ra góc ra như thế này ấy.